Chào tất cả mọi người và một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Thì hôm nay cũng là một clip mà anh em đi lắp đặt. Thì hiện tại thì mình đang ở tòa Temple River. Ở đây thì cũng mình đang đứng ở đây thì cũng cái view để nhìn ra sông Sài Gòn đó. Và hôm nay thì mình cũng lắp cho khách hàng đó là một bộ L1 R16 mọi người. Thì mình sẽ tổng qua không gian mà mình sẽ lắp đặt để cho mọi người chúng ta cũng nắm rõ hơn ha. Ok, thì đây là cái không gian mà bên mình sẽ lắp đặt mọi người ha. Thì tổng diện tích không gian này đâu đó cũng khoảng tầm 45m2. Đối với căn phòng này á, thì mình phối cho khách là một chiếc L1 R16. Bởi vì đây là chung cư cho nên là cái nhu cầu để mà nghe thật lớn đạt đâu đó tầm 100dB hoặc trên một xíu thì khách không cần. Khách chỉ cần đâu đó khoảng tầm là 85-90dB gì đó thôi là ok rồi. Cho nên là đối với một chiếc R16 lắp vào không gian này thì khá là vô tư rồi mọi người ha. Thì với góc phụ là 180 độ thì từ vị trí loa đến vị trí mà sofa khách ngồi đâu đó khoảng 3m rưỡi gì đó thôi, và từ vị trí loa cho đến vị trí mà bàn ăn thì đâu đó khoảng tầm là 4m rưỡi. Thì với cái góc phụ của loa và với cái dòng loa Coleman Ray á, thì cái khoảng cách đâu đó là 4-5m chúng ta ngồi á, thì chúng ta nghe được rất là tốt, cái khả năng đáp ứng rất là ok và cộng hưởng với cái góc phụ của loa. Thì đối với một chiếc R16 mà được lắp trong không gian này thì mình đánh giá khá là ổn mọi người ha. Thì một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta quay lại rồi chúng ta sẽ nghe thử, test thử xem là một chiếc R16 được lắp trong căn phòng này khi mà chúng ta nghe ngồi ở vị trí sofa và ở vị trí bàn ăn thì âm thanh nó có phụ đều không mọi người ha. Ok, thì nãy giờ thì mình cũng đã lắp đặt xong xuôi và cũng đã setup xong xuôi cả rồi. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan qua cái bộ âm thanh này một chút để cho mọi người chúng ta cũng được nắm rõ thêm các thông tin mọi người ha. Thì đối với bộ này thì mình phối ghép cho khách hàng đó là một chiếc JBL KX180A. Micro thì mình sử dụng micro Sound MX599. Còn quản lý nguồn thì mình sử dụng quản lý nguồn Sound Mic BS1. Thì đối với dòng Micro 599 và cũng như là cả X180A thì từ trước đến giờ thì bên mình phối ghép khá là nhiều cho những dòng bộ L1R8 và cũng như các bộ dàn cao cấp, bởi vì là nó đáp ứng về chất âm này kia khá là ok, đặc biệt là khi mình phối ghép với dòng L1R8 cũng như R16 mọi người, âm thanh nó cho ra rất là đầy. Cho nên là mình đã quyết định là lựa chọn các thiết bị này để lắp phối ghép cho khách hàng. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ test thử âm thanh trong không gian này xem là âm thanh nó cho ra như thế nào ở vị trí sofa người ngồi và cũng như là khi mình ghé mà mình ngồi thử ở khu vực bàn ăn như vậy thì âm thanh nó có đầy hay không mọi người ha. Mời mọi người chúng ta cùng nghe. Người về em một lần, anh biết đến miền người.
cân theo cái từng công suất của từng loa rồi. Tăng volume lên rồi. Rồi con tắt hết rồi. Chú bấm con nút cho bóng sáng, chứ thấy bóng sáng là xài được thôi. Ok, thì vừa rồi á thì mình cũng đã có test thử một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Còn thực chất thì khi mình nghe ở thực tế ở đây á, mình đánh giá khi mình bị ngồi ở vị trí sofa và cũng như là mình đi xung quanh căn phòng này và vị trí bàn ăn thì mình nghe âm thanh rất rất là nét. Đặc biệt là khi mình ngồi ở chỗ bàn ăn này thì âm thanh mình có cảm giác nghe nó hay hơn là mình ngồi ở đó. Bởi vì như lúc đầu mình đã có nói thì nó là dòng volume array, cho nên là với khoảng cách đâu đó từ 4 tới 5 mét thì nó đáp ứng rất là tốt về chất âm này kia. Và góc phủ của dòng loa này thì đâu đó 180 độ, cho nên là khi ngồi ở vị trí bàn ăn cũng như sofa thì nó đáp ứng khá là chi tiết, không có bị thiếu dại gì đâu mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo ha. Bye.